bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai trí sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành, còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây, cầm tay nghe tình tràn đầy. Hôm nay ta về đây, phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai, học tu cho thật hăng hái. Ta vượt qua chông gai, xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành, con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây, cầm tay nghe tình tràn đầy. Hôm nay ta về đây, phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai, học tu cho thật hăng hái. Ta vượt qua chông gai, xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai trí sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành, còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây, cầm tay nghe tình tràn đầy. Hôm nay ta về đây, phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai, học tu cho thật hăng hái. Ta vượt qua chông gai, xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành, con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây, cầm tay nghe tình tràn đầy. Hôm nay ta về đây, phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai, học tu cho thật hăng hái. Ta vượt qua chông gai, xây đời vui tương lai. Ta hãy sống với những đang sống, không giận mừng, không oán ghét sầu thương, để cho lòng chan chảy khắp mười phương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng nữ từ khi ta dấn bước, bỏ sau lưng bao uế trược phiền hà, bước vân du trong khắp nơi ta bà, chúng sanh bạn của chùa đó nhà ta. Đường dài sạch không bao cái có, sống tiêu dao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lạnh, sống thanh vật giàu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết, tâm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt ra, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành cao chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của Ngài, sáng soi đời dìu người tới bờ. Thank you.
sầu thương, để cho lòng chàng trai khắp mười phương như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng nữ từ khi ta dẫn bước, bỏ sau lưng bao uế trược phiền hà, bước vân du trong khắp nơi ta bà, chúng sanh vạn vô chùa đó nhà ta. Đường giải thoát phải không bao cái có, sống tiêu dao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lành, sống thanh vạn. Nhìn nó lấy sen trồng lên này luôn hả sư? Hả? Nên lấy sen trồng lên này luôn. Ừ. Không nó bò ra nè. Tự nó ra. Đang nó lại ra. Ờ. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc trên tâm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt da, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành cao chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của Ngài, sáng soi đời dìu người tới bờ vui. Vững bước chân nói đức hạnh của Ngài, sáng soi đời dìu người tới bờ vui. Thích là qua về mới đầu nữa rồi. Đó còn nó tính xài nước vô nó chạy dạ bị dính lên làng rồi. Ê, sư kia dễ thương quá à. Dễ thương mà. Hồi nãy đi à kia. Chị nào đi chứ tôi như tiền. Đi đâu? Con điện nó đó. Đi ra đây chứ hẹn cả hẹn hậu hẹn với điện hả bà. Bà đi đâu hả? Đi chứ. Điện ơi. Dạ. Mẹ tổ chức đi vậy thì thắng rồi con heo mũ đi. Heo đất chứ. Heo mũ múc ra lấy ra được phải không? Còn mà mới để ra được. Cái đó là lãng phí tiền của đó. Để cái đó vừa. Thôi giờ hùng tiền lại. Dạ. Mua con heo thịt. Đất trời đất nổi. Được rồi. Vậy là chừng nữa mình chú thích lên giỏi nhất mà để trong ngoặc kép. Thôi thôi, khỏi. Đừng có quay. Đừng có quay. Quay con nghĩ làm nó sư. Có một động ở dưới là có một đôi gắn là bụng ăn sôi đây. Ừ, sao phải không rồi? Ở đâu? Cái đó đó ở đâu anh Điền? Ở nước kép. Nước lên tới bỏ ra luôn đó. Đúng rồi đó. Rồi vậy giờ. Nhưng mà chứ bao giờ là sẽ lên? Tới, tại vì mấy cái nhà môi trường mình giả bộ nó chị nó đứng không nè. Một vui xem sách xem kinh, hai vui không nói chuyện mình chuyện ta. Ba vui khiêm tốn thật thà. Bốn vui huynh đệ một nhà mến thương. Sáu vui bốn phần làm tròn trước sau. Bảy vui học lý đạo màu. Tám vui xa lánh bạn bầu vô duyên. Chín vui tính tiếng ngày đêm. Mười vui giấc ngủ hô phiền vô lo. Mười một vui ơn nghĩa thầy cho. Mười hai vui hoan nở đôi môi mỉm cười. Một vui xem sách xem kinh, hai vui không nói chuyện mình chuyện ta. Ba vui khiêm tốn thật thà. Bốn vui huynh đệ một nhà mình.
mến thương. Năm vui sạch đẹp xuân vườn, sáu vui bốn phần làm tròn trước sau. Bảy vui học lý đạo màu, tám vui xa lánh bạn bầu vô duyên. Giấc ngủ vô phiền vô lo, mười một vui ơn nghĩa thầy cho, mười hai vui hoan nở đôi môi hiền cười. Chuyện mình chuyện ta, ba vui khiêm tốn thật thà, bốn vui huynh đệ một nhà mến thương, năm vui sạch đẹp sân vườn, sáu vui bốn phần làm tròn trước sau, bảy vui học lý đạo màu, tám vui xa lánh bạn bầu vô duyên. Giấc ngủ vô phiền vô lo, mười một vui ơn nghĩa thầy cho, mười hai vui hoan nở đôi môi mỉm cười. Ai cũng thích tự do, ai cũng muốn bình yên, nên đừng gây ai oán, đừng nghiệp ác trồng gieo, chúng sanh đồng thể tánh, phải biết sống thương yêu muôn loài gió luân hồi. Thọ nghiệp đã tạo gây muôn loài gió mê mờ, nên chìm đắm lầm than. Không oán tranh hờn sân, không thù ghét hờn căm, nên chẳng gây đau khổ. Thọ nghiệp xấu vì lai, người tin vào nhân quả, chỉ sống với tâm bi, vì tha xa nhân xấu, mong nghiệp ác trừ tiêu, vì tha gieo nhân ái, mong nhẹ bớt khổ đau. Mong thế giới bình an, mong quần xanh hạnh phúc, muôn loài sống yên vui, khi thế giới hòa bình, thân tâm sẽ lạc an. Sống yên vui khi thế giới hòa bình,
thân tâm sẽ lạc an. Mong thế giới bình an, mong quần xanh hạnh phúc, muôn loài sống yên vui khi thế giới hòa bình, thân tâm sẽ lạc. Chơi tính mạng 11 con vịt thôi. Ôi anh ấy tích cực quá. Cố lên anh ấy rồi. Quạt hoài luôn á. Quạt chân chúng đi chứ cơm nha. Ủa sao con gái đâu chưa à? Ở đó lại tập trung đi. Tôi nghĩ ăn nè. Đập quá. Chỉ vô chỗ rẽ nè, lại đây chỉ vô chỗ rẽ nè. Tôi với anh bước trước đi. Rồi rồi rồi, bắt đầu ăn đi. Ở trên đó có chỗ rẽ kìa. Bắt đầu ăn đi. Chén luôn hả? Chín chưa? Chén luôn. Mà để ai vô đây nữa. Cơm. Ta la không? Để ta. Để ta. Rồi, chị ai đâu tiền gặp bữa ăn cơm tiền ơi. Rồi mời cầm đũa đi, cầm đũa đi. Tôi ăn, cầm. Tự nhiên đi. Chị xin vô đó chị. Anh ăn cho ta ăn ngon nó đại tí rồi anh. Cứ tự nhiên, cứ tự nhiên ăn đi. Tôi nghĩ ăn à. Hàn Quốc đây quý vị ơi. Anh nhìn là tôi với anh bước trước đi. Đụng chén cái cốt rồi anh. Đụng chén luôn hả? Ừ, đụng chén luôn. Để ăn luôn đây. Cơm cơm. Ta la. Để ta hồ. Để ta hồ. Để ta hồ. Tiền là chứ ai đâu lạ. Không, ta la. Tiền là của anh cơm. Cho vô con vô ngồi đi ngồi với chị. Bỏ cái này nè. Đây nè, đây nè. Thủ bếp. Thủ bếp. Đúng rồi. Cái ba cái đi ơi. Rồi xài cái này. Bốn cái luôn. Cực luôn nha. Đi ngồi nè, đúng đi đi đi. Mình đứng ăn cũng được không sao? Chị, ăn chị. Sao anh quay hoài vậy? Ăn đi, ăn đi không? Quay hoài dám ăn trời. Trời có nhiều người nó quay ăn còn dữ. Không ai nói chuyện gì hết vậy. Chuẩn bị rồi, sao ăn cơm? Ăn không cho mấy, cần chiên nè. Năng quá tưởng tượng. Chứ tưởng tượng quá thành phút. Quay hoài. Quay hoài. Cỡ hơn hết rồi ăn vậy nè. Bây giờ là em cần một phí dần em quá. Thank you.
tham, đừng than van, đừng cất tiếng phàn nàn, đừng bêu nhau, đừng cứu mâu, đời sẽ hết lệ sâu. Đừng hại nhau, đừng giết nhau, vì mỗi chúng sanh đều là khách địa cầu. Mình cùng ăn chay, mình vì tương lai con cháu dài lâu, mình vì mai sau, mình cầm tay nhau cứu lấy địa cầu, mình vì nhân sinh, mình nguyện hy sinh cứu lấy hành lành quăng cây. Hay á. Không
không có. Tao có điện không? Ờ sao không? Nó có điện không ạ? Chị nghe không ạ? Em chị mình chờ một câu. Nhưng là điện liếc sáng trà nó cũng được. Vậy là trời gì tại chẳng có ra là con kia nó đi xuống dưới rồi. Rồi cậu trình bày bà. Đừng quay cẳng cẳng. Mụn không? Lên Photoshop chỉnh lại. Trời ơi, Điền ơi, quay hoài anh Điền ơi. Quay nhiều mới lộ cái xấu ra chứ. Cố. Trời ơi, đang ăn cái đó. Ý ông nói là tâm tạng đó, mượn em đi làm tâm tiền đó đạn mà. Ây da. Tâm tạng phải không? Phải tâm tạng không? Con mà gian đơn thôi người đừng đánh mất khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa Phật quanh ta ở nơi ta bà khi uống ăn nhớ niệm Di Đà và khi ta làm Phật đến trong ta thấy y như là Phật đến trong ta đời ta qua bao nhiêu phố phường nhưng chỉ vui trên một con đường đường thanh cao rạt rào mưa pháp sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương về đi thôi dứt tan não phiền xa nẻo mê danh lợi sắc tài làm thân tâm hận sâu tê tái quyết quay trở về bờ giác an vui quyết quay trở về bờ giác an vui trở về bờ giác an vui
quay trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ giác an vui. Không gian tan biến nhanh, thời gian còn một niềm hiện một thể uy nghi. Buông suy tư phán đoán, buông vọng tưởng chiến miên, buông lo âu tính toán, buông phân biệt muộn phiền. Thức dậy trong bó ngon, uống chén trà lặng lẽ, nhìn vạn pháp an nhiên trong hồ tâm tĩnh lặng. Không sạch cũng không nhớ, không thiền cũng không ác, không sáng cũng không mờ, bây giờ là an lạc. Cái biết vốn chẳng nói, chân tâm vốn tròn đầy, cuộc hành trình mầu nhiệm vào giống lặng tanh không. Vào đây đi. Cái cô này với cái cô kia đúng không? À đúng rồi đó. Thầy có gì? Có. Ê, mặn đâu có giỏi đâu. Ừ, đi. Có có sâu không? Anh Nhiên ơi, cái cây Nhiên à. Nó cỡ nó giống anh Nhiên rồi, tự nhiên coi. Anh cái cây nè. Nè Nhiên, lén lén vô. Vừa giờ nó vậy mà. Anh à, vừa đâu uống. Thì mà mày phải không uống nữa nha thầy. Dạ. Quên nãy giờ con không uống vừa, mình gom nó quên. Hết rồi, con uống rồi. Cùng 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 đây. Giống rồi đó. Bé ơi, vô ăn trái cây nè bé. Bé ơi, ngon không, ngon không, ngon không, ngon không? Này bên anh nhìn ở đó rồi ạ. Sao anh này, anh không ăn? Tết thì ngọt quá. Anh chờ chị đủ tháng. Nhớ là cậu thì chú thích là người này không có lòng. Một người gì mọi người coi chừng mọi người xét coi bạn là mọi người 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 mọi ngán ăn ăn hết thì để phụ đèn ăn nhiều hết trời đừng bỏ uống phí còn dư nhiêu hết rồi mình gom mình gom vô cái dĩa mình để lại vừa cho thầy ngon ta nữa cơm còn ai đâu uống gán hoài vậy thì nắng leo khó uống chắc leo giờ mới nó sợ bà điện khó không em ăn gì vậy leo quẩy á cho mà anh em uống ha em bỏ má trong ấy nguy hiểm hồi hộp sợ bây giờ đi dọn mình xin mình vô đó trong số 10 các bạn mi là mi chi chị lấy nữa đi chữa số 1 nữa rồi nấu ăn giỏi mi con trai là bữa sáng rồi giờ nghỉ rồi chút nữa làm nữa sao không cũng đắt ba người nhân tới điện ha. Bự là bự là bột giỡn đó. Vậy đằng con gắn bắt bắt đi. Con bạc hôm nay mà hôm nay mà hôm nay cái nó hôi dưa tại ngư giỡn bắt tại vì đâu mà ăn nhiều quá nó đau quá.
vững chãi khi ngồi, nằm nghiêng bên phải, nói ít niệm nhiều, ít ăn buổi chiều. Dễ thương như sen tỏa hương làm đẹp lòng người, xin hãy mỉm cười cho mặt thêm tươi, cho hoa thêm sắc, cho người thêm vui. Nói ít niệm nhiều, cười nhiều nhắn ít, ngủ ít thức nhiều, buổi chiều ăn ít. Nói ít niệm cười nhiều nhăn ít, ngủ ít thức nhiều, buổi chiều ăn ít. Xin nói nhỏ nhẹ, miệng cười miễn chi, dáng đứng oai nghi, khoan thai đi về. Vững chãi khi ngồi, nằm nghiêng bên phải, nói ít niệm nhiều, ít ăn buổi chiều. Nói ít niệm nhiều, ít ăn buổi chiều. Nói ít niệm nhiều, ít ăn buổi chiều. Ghi nhận công lao rồi. Anh Điền đi Châu Đốc chơi không? Chắc không có đi được. Cho anh đi theo cùng. Tối nay em đi lễ chùa, chùa vía Phật ra đời sáng ngời ánh đèn liên hoa. Em có dư ánh mắt hay nhìn anh chút thôi mà, hoan hỷ cho anh giờ nở nụ cười tươi nghe em. Nhớ thắp nhang cúng Phật cho anh xin bất lừa, quỳ vái vang trước Phật anh khấn nguyện xin thưa. Ừ,
đến trọn đời. Miệng khấn thầm xin chứng giám, mắt ngó sang nàng cười duyên. Vẫn còn đi học bé thì biết gì anh ơi, hãy tĩnh tâm đi nhé, đừng nhìn em chi thêm tội. Tâm trí anh rối bời, hãy niệm Phật mau đi thôi. Mỗi người đêm đất trời giao hòa sáng gợi ánh đào muôn nơi, chuông dốc lên tỉnh thức mà hình như anh chưa tình, chuông hiến linh hô kề trống dùng hồi mau lên anh. Nhớ thắp nhang cúng Phật cho anh xin bật lửa, quỳ vái đang chưa Phật ước muốn con với nàng thương yêu đến trọn đời. Miệng khấn thầm xin chứng giám, mắt ngó sang nàng cười duyên. Ơi anh kia sao lạ cớ chi khi không mỉm cười, em vẫn còn đi học bé thì biết gì anh ơi, hãy tin tâm đi. Rồi bời hãy niệm Phật mau đi thôi. Nhớ thắp nhang cúng Phật cho anh xin bật lửa, quỳ vái vang trưa Phật anh khấn nguyện xin thưa. Ước muốn con với nàng thương yêu đến trọn đời. Miệng khấn thầm xin chứng giám, mắt ngó sang nàng cười duyên. Ơi anh kia sao lạ cớ chi khi không mỉm cười, em vẫn còn đi học bé thì biết gì anh ơi. Hãy tĩnh tâm đi nhé, đừng nhìn em chi thêm tội. Tâm trí anh rối bời, hãy niệm Phật mau đi thôi. Hãy tĩnh tâm đi nhé, đừng nhìn em chi thêm tội. Tâm trí anh rồi bời, hãy niệm Phật mau đi thôi. Tâm trí anh rồi bời, hãy niệm Phật mau đi thôi. Người từ từ đâu đem tới pháp âm truyền trao cho đời, vượt thoát ưu phiền trầm luôn đau khổ. Nam mô Sư Thích Ca Phật Đà, đem soi sáng soi sáng soi sáng. Ôi tình pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh truyền cần của chúng tu. Người từ từ khi vô thủy đắm say trần duyên buộc ràng, lầm tưởng sang giàu là chân hạnh phúc. Hãy xa lánh khổ đau chuyến tâm quay về tìm phương giải thoát, giải thoát giải thoát. Ôi tình pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh chuyên cần của chúng tu. Cùng góp lời ca đem câu kinh Phật khai tâm mê tình của mọi chúng sinh. Nam mô nhóc vịt chú này mới chứ ta để chú này không vịt nha. Tên này là tên Nguyễn Diệu Thần, phải là người cầu lấy tên Thần Vĩnh mới tiếng thôi mà không có điện thoại. Nhiều người rất là nhiều người đọc kinh này nhiều quá.
đọc sao? Khó đọc lắm. Mới đầu đọc không thuộc, phải cầm đọc, đọc lâu lắm mới thuộc đó. Nó ngắn người tại vì tiếng Ấn Độ mà mình đọc không. Lúc mình nhắn nhỏ rồi bắt đầu là tự bắt an để mình đọc. Để mình đọc chung đây. Cái chị đang, cái chị đang. Cái chị nào? Đó mà ai mà thấy gặp nhà ngại là xin nhà ngại lắm. Chàng trang nghiêm một đạo tràng thanh tịnh, cùng niệm A Di Đà, dù đi đứng nằm ngồi đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà. Đạo tràng an vui dạy mọi người tâm thiện, cùng niệm A Di Đà, dù đang lúc làm gì đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà, ngày ngày được an vui trong niệm A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, cho chúng con vượt qua con yêu phiền, gia quyến được đoàn viên, cùng quay về bờ giác, sống trong niềm an lạc ngày đêm. Đạo tràng trang nghiêm một đạo tràng thanh tịnh, cùng niệm A Di Đà, dù đi đứng nằm ngồi đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà, cùng ngồi lại bên nhau. Thì tới bữa 14 cái ông nhá đều hết. 14 thì đều hết rồi. Nhá cái đó là có gì. Phật đang chúng ta từ khi biết sẽ chia niềm đau. Phật đang chúng ta khi biết nhiếp tâm niệm Phật. Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi. Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay. Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi. Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị. Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi. Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi. Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chờ tìm đâu. Lỡ vì lòng ta đắm mê nao nề, thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê. Biến chân khổ đau hóa vui tình đồ. Qua khi trăng dần lan, muôn câu hò nhịp nhàng khắp thôn trang. Đoàn người say sưa vui tiếng hát vang,
lúa dâng sữa ngọt đậm tình ta với chàng. Đêm lắng sau khi sương lam dần xuống, hương ngát ngào tình xuân sắn ngô thơm. Trời về khuya nghe man mát gió lộng, chắp duyên thắm dịu đẹp tình ta với mình. Câu hò sóng bên nhẹ ngân du hò, hò khoan từ gió ấm no. Nắm tay hát lên đàn câu thanh bình, tình tang tình đồng quê tốt tươi, ánh trăng đang tỏa sáng ngời. Tình tang ta nay tình tang, tình ta ngước xem ông sao thần nông bên sông. Trầm ngâm nhớ nàng. Em có nghe trăng dư âm đồng quê, khi trăng ngàn mở tòa chiếu trên đê. Đoàn người nông phu vui gánh lúa về, bóng trai gái đẹp hẹn hò nhau ước thề. Đơm đơm bay quanh trên ao bèo xa, khi bao người dìu dìu dâng nam kha. Mộng triền miên say sưa dưới mái vàng, ánh trăng khuấn chìm vào răng tre cuối làng. Bảo tự nhóc chân vậy. Ăn không? Đây đây, ăn không chỉ làm thử cho nè. Sen này mình khác cái sen hồi sáng nha. Ăn gì nó ngọt. Ngon ha. Nè Đạt, đặt mỡ đặt đặt lấy cái hạt ra đi rồi chứ lộ cho Đạt ăn. Đặt mỡ ha, mỡ mỡ giùm chị. Rồi mỡ mỡ xuống. Nè. Ngon ha. Cái này sen này mình trồng được bao lâu rồi hả Nhiên? Đậu mà năm ngoái đậu nó bán. Được không đây nè. Muốn bỏ tự động lên lại. Ủa, sướng vậy? Mình để là mình nhủi mình phát hết sát gấp luôn. Đạt ngồi xuống té xong đọt có dưới đó. Má ông gầy cỡ 5 triệu đó. Mà có phân thuốc gì không? Lâu lâu dễ lặn không dễ thôi ha. À, gái thì tốt, con gái thì thôi, con không nên nổi ha. Đây chứ mở ra. Ngồi xuống con, ngồi xuống. Đọt có dưới đó, biết lợi chưa? Ngồi xuống thì Đạt coi, coi anh vẽ kìa. Đánh chơi với ngày nào cũng vẽ cho mà cũng mau ra đó ha. Cái cả nước lên chắc nó tốt dữ dằn lắm hả Nhi. Thôi vô. Thôi vô đi. Đủ rồi, nhiêu răng được rồi. Ngồi xuống nè. Để cốc để xài nữa. Đủ rồi giờ nghe. Mít có luôn. Thanh Long đó là ra bông nào là có trái bông ấy đó. Trắng cây dừa còn mẹ nổi hướng gì cây cốc này. Chua quá. Chua. Giờ tên này mang hết chữ gì? Cười. Lấy lòng. Nè Đạt, ăn không? Đừng đá, ướt đã. Giỏi quá trời ha. Rồi lấy đồ lên nào. Hết mừng đẹp nhất Nam Sen. Việt Nam đẹp nhất có tên Minh Trắng. Trời. Vậy đó con. Sao cũng còn lên. Vậy đó quá. Cũng vẫn khùng như ngày nào. Lột ướt không vậy? Ướt. Mẹ tưởng xuống đây dính cái chạy cái cầu nó người chết luôn. Anh chẳng xem quá cái sai. Ủa thì ở đâu? Mày sao làm gì ôm cái khóc cái đó luôn ngọc chứ? Ở đâu
sao làm gì ôm cái khóc cái đó không học chứ? Không chăm su. Xuống rồi. Quá đẹp trai luôn, ai mà đẹp trai thế. Xin giới thiệu đây là anh Khỉ Điền. Dạ. Có người mới có trái lại nè. Nhiều dữ lắm. Ủa đâu có khoảng thế vậy? Chỗ này có trồng. Dạ. Mới về trồng rồi, nó giống này. Bà ăn mà bỏ nhị rồi nữa. Nó ngon rồi nha. Mấy này không còn bỏ nhị, non rồi còn bỏ nhị. Vô uống nước này vậy? Vâng. Mê chứ gì. Đủ ta. Đủ ba đi. Rồi đem đi nhắc chơi mà còn không. Còn đi nữa. Còn nước tàn đó. Nước trong rồi nhau vô đi. Bà ăn rồi đó. Thôi anh biết nó sẽ sợ à? Biểu nhẹ dạ cá tin chị. Quá trời luôn. Quá gì vậy? Đúng không ạ? Chưa lột khỏe hết trơn cái mình làm miếng tiên ra ngoài. Có cay luôn. Gì vậy? Đó không ngờ mà chừng ngủ mà đang bắt được chứ hả ba? Đây rồi. Cậu quá tối à, thiếu ánh sáng à. Nó quay thấy được hai con mắt. Rồi. Nước nhìn đèn. Trời ơi, nhà chút quay quay. Cái này mơ hốt vô phim ai cũng có. Kìa thôn quê dưới trăng vàng bát ngát, ánh trăng thanh chiếu qua làng sớm sáng, chiếu hồn quê bão khúc ca yêu đời. Mừng trăng lên chúng ta cùng múa hát, ước mong sao lúa hai mùa thơm ngát, lúa về mang bão khúc ca tuyệt vời. Em qua hồn ngất ngây trong tiếng hát đưa nhịp nhàng tiếng cười thơ ngây mịch mùng đêm thâu cung hằng chênh chênh bóng khuất sâu rặng tre tiếng ai hò chập trùng xa đưa hò là hò lơ hò lơ hò lơ này anh em ơi ra cho thật đều ra cho thật nhanh ra cho khéo khéo chẳng phải rồi khoan hò khoan tiếng chảy cua vang mãi trong đêm dài
cười lên đi trắng sắp tàn bóng xế, hát lên đi để nung lòng nhân thế, để đồng xanh vui khúc ca ngày mùa. Mừng trăng lên chúng ta cùng múa hát, ước mong sao lúa hai mùa thơm ngát, lúa về mang bão khúc ca tuyệt vời. Để chết thì ghê. Cái mình chẻ cho bữa này hay gì? Thôi ai mạnh tay chẻ đi. Thôi anh ta sẽ chẻ giùm mày. Chẻ hay gọt già thiệt đúng không? Không không. Mày có ai vậy? Đi tiền phải không? Rồi. Cái ly của em để đặng. Ủa là cà lao đi, không phải của mình đi, này của mình nè. Thôi sáng giờ em lo cho mấy ăn như mấy chị đây. Mày ăn vậy á? Để đâu? Ổng có bệnh nên đang uống lâu quay hoài gì đó. Ổng chết. Ủa trai ơi, đi phải đi mình không? Không phải không? Ly của Điền, ly này của ông nè. Ờ, thôi uống cà mơ, uống cà mơ, uống lại lên kìa. Ly này ly của tôi hay của Quỳnh ta? Đây là xăm gì đó. Ly này là ly của tao. Mày hả, cái mày đổ kìa. Ông mày đổ kìa. Ông mày đổ kìa. Rồi lối lỏ. Tao ghét Quỳnh nè, tao mày đổ ly nước không vô uống luôn. Mời xanh đây. Xanh chua, nhà mình chua lắm. Xà là heo con khỉ. Leo như khỉ bẻ lên thấy. Đâu có, ăn chua nha như khỉ. Như con khỉ già. Dạ. Ngồi với nè không ngồi. Tốt Điền ơi, nhóc chơi người này đừng quay cái cốc này. Cốc này có thể là cốc này không chua. Quen nhỏ lên nè. Sáng 16 đồng tác nhỏ. Anh ơi Đô Thành, ở đây em sống không quen. Đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn. Về đây mình cưới nhau luôn, về đây mình sống vui hơn. Về đây mình có nhau luôn, chẳng bao giờ buồn. Không ai thương mình bằng tim hai đứa đâu anh. Không ai cho bằng tình yêu em có cho anh. Về đây mình sống như tiên, một con đường trắng tinh nguyên, một căn nhà bé xinh xinh, một khu vườn tình. Em là dâu ngày cưới, còn anh là chú rể. Mời em đi theo anh, em đi theo anh, em theo anh về. Anh là mây người hướng, còn em là trăng là bướm. Anh đi nơi đâu, anh đi nơi đâu là em ở đó. Nơi nào yên mình tới và nơi nào thơ mộng nhất. Anh đưa em đi, anh đưa em đi, anh đưa em lại. Chim còn bay về núi thì ta tìm nơi hạnh phúc. Em đi theo anh, em theo anh về làm dâu nhà anh. Em theo anh về cùng đi trên khắp quê hương, xem quê ta nằm mộng mơ trong nắng trong sương. Về đây để thấy quê hương mình đang rộng lớn thênh thang, dọc ngang một cõi mê